Trong phòng của cha tôi có rồi. Tiếng vo ve của chúng làm không khí nặng nề thêm. Chúng bò lên mặt ông. Ông không đuổi. Thế mà xưa nay ông vốn rất cẩn thận. Rồi chen trúc trên tay đỏ máu của ông. Có những vết máu khô trên sàn. Rèm cửa cũng cứng máu khô. Máu không gây cho tôi chút kinh tởm nào. Đã đến lúc tôi phải làm mặt dũi. Trước sự kiện này, tôi tự hỏi có nên rời phòng, đi lại quanh quẩn, cho đầu óc sáng ra. Vậy mà tôi vẫn ở lại, nơi này níu chân tôi. Ông hắng giọng hồi lâu rồi nói: "Đi tìm Henrik, bảo hắn đến đây." Khi tôi gỡ ngón tay ông khỏi chiếc rèm đầy máu và nhàu nát, ông không chống cự. Nơi bụng ông có một lỗ thủng khá lớn có thể luồn ngón tay vào, xung quanh thịt cháy xém. Tay ông giật lại một góc rèm để che con giấm của ông. Cũng vẫn là lỗi tại tôi. Tôi không bao giờ làm cái cần thiết. Tôi đặt lại tấm vải vào chỗ. Tôi chạy như từ bé chưa bao giờ được chạy. Tay nắm chặt cánh tay vung vẩy, chân bước khó nhọc trong cát xám của lòng sông. Tôi tận lực với sứ mạng của mình, không hề có suy nghĩ. 50kg sức sống động vật lao qua không gian, bị thúc đẩy bởi cảm giác về tai họa. Henrik ngủ vùi trên nệm. Tôi cúi xuống anh ta. Mùi rượu và nước tiểu trùm lên tôi. Đứt hơi, tôi nói nhỏ vào tai anh ta: "Henrik, dậy đi, đứng dậy. Ông chủ gặp nạn, đến giúp tôi." Anh khoa tay vào không khí, đánh tôi và gào lên những âm tiết giận dữ, rồi lại rơi vào cơn tê dại của anh. "Người con gái không có đây. Cô ta đâu?" Tôi ném những đồ vật vào đầu Henrik: ấm đun nước, cùi dìa, dao ăn, đĩa. Tôi nhặt cái chổi, dụi lông chổi vào mặt anh ta. Tôi thúc anh mạnh hơn. Anh ngồi dậy, lảo đảo, lấy tay che mặt. "Anh phải nghe tôi." Tôi thở dốc, tức điên lên. Nước trong ấm rõ trên đệm. Anh ta lùi ra cửa, ngã đổ vật trên ngưỡng cửa. Chói mắt vì mặt trời, anh lại nằm co quắp trong các bụi. "Cha rượu đâu? Trả lời đi. Cô đã làm gì cha Randy của tôi? Cô đã che Randy ở đâu?" Tôi chế ngự anh ta, chổi lăm lăm trong tay. "May làm sao? Không may chứng kiến cảnh đụng độ giữa một người đàn ông và một người đàn bà, hai kẻ trưởng thành." "Cô để cho tôi yên, tôi không ăn cắp gì cả." "Anh lấy xe Randy ở đâu?" "Ông chủ cho tôi, thưa cô, tôi không phải là thằng ăn cắp." "Đứng lên, nghe đây, ông chủ gặp nạn, anh hiểu không, anh phải đến giúp tôi." "Vâng, thưa cô." Anh khó nhọc đứng lên, lảo đảo trượt chân và ngã xuống. Tôi vùng cái chổi, anh giơ một chân chống đỡ, vẻ cà khịa. "Vì chúa, anh hãy động đậy lên." Tôi hét lên: "Ông chủ sắp chết, nếu anh không làm gì đó thì không phải lỗi tại tôi." "Xin cô chờ cho một lát, không dễ đâu." Anh ta thản nhiên như không, nằm dài trên mặt đất, anh ta còn cười. Đồ ngu sủng bẩn thỉu, anh đã xong rồi rồi, tôi thề như thế. Gói đồ đạc của anh và xéo đi, tôi không muốn nhìn mặt anh nữa." Cán chửi đập vào đế giày của anh ta và văng khỏi tay tôi. Một lần nữa, tôi lại vất vả, thở không ra hơi trong lòng sông. Tôi muốn lũ lên tràn ngập tất cả, cuốn đi những con cừu và những cái khác, cuốn sạch, chuyện này sẽ chấm hết như thế. Trừ phi có đám cháy tiêu hủy ngôi nhà. Nhưng mặt trời đã đốt hết những dấu vết màu hoa cà của rạng đông. Và thế là lại có một ngày đẹp trời. Tôi chắc sẽ nói đến một bầu trời nhẫn tâm. Nếu như tôi không biết rằng bầu trời chỉ đơn giản là sáng sủa, đất thì khô, đá thì rắn. Thật là khổ cực và sống ở cái vũ trụ vô cảm này, nơi tất cả trừ tôi chỉ đơn giản là mình. Tôi là phần tử duy nhất không đi theo một cách mù quáng quỹ đạo của mình. Phần tử duy nhất muốn tự tạo một cuộc sống của riêng mình trong lòng cơn lốc vật chất, cơn lốc của những thực thể chi phối bởi cái đói của sự ngu ngốc quê mùa này. Đó là tôi. Ngực tôi phập phồng, tôi không quan chạy, tôi đánh rắm mạnh khi chạy. Lẽ ra tôi phải sống ở thành phố, lòng hám của đó là một thói xấu của tôi. Ở thành phố tôi sẽ có điều kiện để thể hiện hết mình. Có lẽ không phải là quá muộn, tôi còn có thể chạy trốn, cải trang thành nam giới, một người đàn ông nhỏ thó, mặt nhẵn nhụi, xảo trá, để thực hiện lòng tham của mình, làm giàu và tìm thấy hạnh phúc, cho dù giả thiết đó ít có khả năng hiện thực. Đứng trước cửa sổ phòng, tôi thở hổn hển. Henrik không đến, anh ta say, cha có lẽ không nên cho anh Randy, anh ta không có thói quen ấy. Khẩu súng đêm trước nằm dưới đất gần cửa sổ, mặt vàng như của người đau gan. Ông vẫn ngồi nguyên trong tư thế cũ, ôm chặt chiếc rido. Ông không quay đầu lại, không chắc ông đã nghe thấy tôi. Tôi quỳ bên cạnh ông. Ông nhìn bức tường trần trụi, những mắt ông hướng về một nơi xa xôi, có lẽ về nơi vô tận, cũng có thể về đấng cứu thế của ông. Ông đã chết chăng? Mặc dù đã trải qua nhiều bận cúm và đậu mùa, tôi chưa bao giờ thấy một con vật nào to hơn con lợn chết. Tôi ngửi thấy mùi hơi thở của ông, hơi thở hầm hập của người sốt, nặng mùi nước. Ông thì thầm, những con ruồi nổi lềnh bềnh trong xô nước. Tôi vớt chúng ra uống một ca đầy. Tôi mang đến xem ca nước đầy áp vào môi ông. Ông cố uống. Con có thể giúp cha nằm lên giường không? Ông nghiến răng rên lên theo hơi thở đứt quãng. Ngón chân ông thò ra ngoài tấm rèm, duỗi ra co lại. Hãy giúp cha, gọi nhanh bác sĩ đến. Ông thều thào, những giọt nước mắt chảy dài trên má ông. Tôi bước qua người ông, xốc nách nâng ông lên. Ông chẳng giúp tôi tí gì. Ông khóc như một đứa trẻ. Giúp cha, giúp cha. Cha đau kinh khủng. Nhanh lên, tìm cho cha cái gì giống đau. Không còn Randy, cha đã cho Henrik tất cả. Bây giờ cần đến thì chẳng còn gì. Giúp cha, con gái, không thể chịu nổi. Chưa bao giờ cha đau thế này.
Đế giày của tôi dán chặt vào đất. Tôi đi dọc ngang căn nhà, không kế hoạch, không mục đích. Tôi để lại những vết bẩn rồi tôi sẽ phải lau chùi. Ông ngồi trong vũng máu như đứa trẻ bị ướt sũng. Lần thứ ba tôi qua lòng sông, kéo lê đôi chân, mệt mỏi, kiệt sức. Tôi đeo khẩu súng chéo ngang vai. Tôi cảm thấy như mình là linh hồn của một chiến binh cừ cựu đã trải qua nhiều trận mạc. Nhưng tôi tự hỏi, tôi có vẻ gì như vậy không? Nằm ngửa, Henrik đang gáy, là một con người tỏa mùi. Henrik, dậy, không tôi bắn. Tôi đã ngán những chuyện làm mình làm mẩy của anh rồi. Ông chủ đang cần anh. Khi người ta thực sự nghĩ những gì người ta nói, thay vì kêu la hoảng loạn, người ta nói bình tĩnh, kiên quyết bằng giọng quả quyết thì người ta sẽ được nghe và được hiểu. Thật là một niềm vui sướng khi ta chạm tay vào một chân lý phổ quát. Henrik đứng dậy, lảo đảo đi theo tôi. Tôi đưa anh ta khẩu súng. Viên đạn trong culasse đã được bắn từ lâu, chính xác là nửa đêm. Mặc dù vẻ ngoài, tôi vẫn vô hại.